Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn túi đeo Big Design Everyday Sling 5L. Quai đeo được làm từ cao su mềm. Phía trước túi có một cái ngăn nhỏ. Bạn có thể chứa basketball, bóp, tiền, có thể chứa chìa khóa, những vật dụng nhỏ. Quà đeo có thể tháo ra được, có thể làm đeo vai hoặc đeo hông. Đây là cái ngăn chính của túi. Phía trong túi có một ngăn kéo làm từ vải mềm. Trong ngăn có nhiều cái hộc nhỏ. Bạn có thể chứa thẻ hoặc pin. Bên trong túi có một ngăn để chứa máy tính bảng được kết nối với nhau bởi 500. Bên trong túi có tổng cộng 2 miếng chia ngăn. Hai bên hông thành túi có 2 cái hộc nhỏ. Túi đeo được thiết kế có thể quay vòng được, không cố định nên có thể đeo rất thoải mái. Trên quai đeo có một cái chốt, bạn có thể nhanh nới lỏng hoặc thắt chặt vào người mà không phải tốn nhiều thao tác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.